Chiều ngày 8 tháng 9, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu giữa dịp FIFA Day tháng 10. Thay cho của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ gặp đội tuyển Ấn Độ vào ngày 12 tháng 10. Ngoài Tiến Linh vẫn phải tập luyện riêng do chấn thương, còn lại các cầu thủ đã sẵn sàng cho những trận đấu diễn ra sắp tới. Sau khi khởi động xong, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho các học trò tập ngay các bài tập chiến thuật. Những bài phối hợp chuyền bóng ở biên được thực hiện với yêu cầu ít chạm và đẩy nhanh tốc độ xử lý bóng. Đội tuyển Việt Nam cũng bầu lại ban cán sự trong đợt tập trung lần này. Trung vệ Quế Ngọc Hải giữ vai trò đội trưởng, Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh sẽ là đội phó. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập nội bộ với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định vào ngày 9 tháng 10. Trong bối cảnh đội tuyển Liban không thể sang Việt Nam giao hữu, câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với sự góp mặt của 8 ngoại binh cũng sẽ là đối thủ chất lượng trong quá trình thử nghiệm chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang-sik trong dịp hội quân lần này.
lấy đầu thì ra.